giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng WPT Play. Giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023 phát sóng trọn vẹn trên các nền tảng WPT Play. Xin kính chào quý vị khán giả của WPT Play. Chúng ta đang đến với những khúc cua rất quan trọng ở giải hạng nhất quốc gia năm nay. Vòng đấu thứ 17 của giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023. Các hình ảnh mà chúng ta đã được theo dõi đang được truyền hình trực tiếp từ sân Bà Rịa của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Và ngày hôm nay thì câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có một trận đấu, phải nói là trận chung kết ngược với đội bóng Bình Phước. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với đoàn ra quân của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày hôm nay thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương sẽ ra quân với thủ thành áo số 25 là Nhật Nguyên. Những cầu thủ phòng ngự bao gồm có số 22 Tuấn Vũ, số 27 đội trưởng Văn Ly, số 4 Phạm Bi Đức, số 2 Nguyễn Thế Dũng. Các cầu thủ thi đấu phía trên bao gồm có Trần Kỳ Anh mang số 24, số 15 Phương Thịnh, số 20 Quang Huy, số 19 Quốc Cường, số 7 Thanh Long và số 9 là Khánh Duy. Ông Lê Vũ Linh sẽ là trọng tài điều khiển chính. Các vị trợ lý gồm có ông Bách Khoa, Văn Chôm cũng như là Thái Huế. Ngoài Thế Dũng thì huấn luyện viên Lê Thanh Xuân còn có sự xuất hiện của số 27 Vũ Em, số 35 Văn Kỳ, số 39 Văn Kỳ, số 2 Việt Cường, số 7 Thành Công, số 8 Trung Nguyên, số 16 Tiến Phong, số 17 Quốc Thắng, số 30 Xuân Quý và số 10 Phù Trung Phong. Và hiệp 1 của chúng ta đã chính thức bắt đầu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này thì đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là những người trấn giữ phần sân bên trái màn ảnh của quý vị. Và bên phải sẽ là các vị khách câu lạc bộ Bình Phước. Đây là huấn luyện viên Lê Thanh Xuân. Nguyễn Thái Quốc Cường cơ ơi! Một pha bóng không thể khống chế thành công của Nguyễn Thái Quốc Cường. Bóng được rót thẳng vào khu vực 16m50. Và điều đó đã tạo ra một sự hỗn loạn. Phương Thịnh. Và pha bóng của Quốc Thắng. Sút ngay. Và cầu thủ ra chân không ai khác vẫn tiếp tục là Nguyễn Thái Quốc Cường. Và xử lý không an toàn, cơ hội dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Quang Huy không vào. Cú đá cuối cùng là của Phương Thịnh. Một món quà tưởng chừng như được hàng phòng ngự của Bình Phước tặng cho Quang Huy. Thành Công, Xuân Quý, đường truyền rất cô đét. Cơ hội không phải là một quả đá penalty mà chỉ là một tình huống chỉ tay để phát bóng lên của trọng tài Lê Vũ Linh. Cơ hội dành cho đội chủ nhà. Đối mặt với thủ môn. Quá đáng tiếc dành cho Thanh Long. Không phải lúc nào cũng có một cơ hội to gan như vừa rồi. Phản công dành cho đội chủ nhà. Nguyễn Thái Quốc Cường. Rất hay, Phương Thịnh đối mặt với thủ môn lừa qua. Nhưng đó chưa phải là một bàn thắng dành cho đội chủ nhà. Đây đã là cơ hội rõ ràng thứ hai dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng một lần nữa thì các chân sút dường như đang thiếu tự tin. Quỳnh Văn Ly mở bóng rất chính xác dành cho Quang Huy. Cơ hội dành cho Nguyễn Thái Quốc Cường. Như vậy đó không phải là Nguyễn Thái Quốc Cường mà đó là một tình huống lập công của một cầu thủ khác. Nhưng không quan trọng, quan trọng là Bà Rịa Vũng Tàu có bàn thắng dẫn trước và thắp lên rất nhiều những hy vọng dành cho các cầu thủ của đội chủ nhà. Bởi vì ai cũng biết rằng ngày hôm nay nếu như đội nào thắng thì hầu như họ sẽ ở lại với giải nhất. Chú điểm tuyệt vời, tuyệt vời. Pha ghi bàn của Tiến Phong, đó là một bàn thắng đẹp và ngay lập tức trận đấu được quay trở lại và xuất phát. Niềm vui ngắn chẳng tay gan dành cho các cổ động viên của đội chủ nhà.
Vừa rồi thì Nhật Nguyên đã bay người hết cỡ. Bóng vẫn còn dành cho đội chủ nhà. Siêu pha lập công là của Quang Huy. Một lần nữa thì Bà Rịa Vũng Tàu vượt lên. Đội bóng đang có biệt danh là Ó Biển một lần nữa có được cơ hội để kết thúc trận đấu này với một chiến thắng. Xuân Quý rất cố gắng nhả lại phía sau. Đưa chuyền vào, suýt chút nữa đã có bàn thắng gỡ hòa. Ba người đã xâm nhập vùng cấm rất nguy hiểm là Điểu Quy. Vũ Em. Và một quá chần chừ của Nguyễn Thành Công và nó mở ra cơ hội dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Nguyễn Thái Quốc Cường lừa qua thủ môn. Trời ơi, không vào, quá đáng tiếc. Hãy nhìn nét mặt này của huấn luyện viên Minh Phương. Ông không tin vào học trò của mình lại có thể làm được điều mà có lẽ là quá khó để trở thành sự thật, nhưng nó đã trở thành sự thật. Hồ xin báo. Vẫn là Hồ xin báo. Không vào. Hồ xin báo đang muốn xin điều gì đây? Muốn có một quả penalty sao? Xuống bóng. Không vào. Ngay lập tức là những sự chia vui động viên của những người đồng đội dành cho thủ môn Nhật Nguyên. Và như vậy là trận đấu của chúng ta đã kết thúc rồi. Niềm vui trụ hạng dành cho câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Mặc dù nó đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc, những giai đoạn khó khăn và những vấn đề ngoài sân cỏ, nhưng cuối cùng sự trở lại ngay đúng trận đấu quyết định đã giúp cho Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục ghi tên mình ở lại với giải hạng nhất quốc gia với chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bình Phước với tỷ số 2-1. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu cùng với Bình Phước của FPT Play cũng xin được phép khép lại ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi bình luận tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.